Điều gì khiến bạn tự hào về ngôi trường của mình? Đối với Trung học Phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, điều đặc biệt khiến cả trường rất tự hào là vì đây là nơi đầu tiên trong cả nước có nhiều thầy cô, phụ huynh và cả cựu học sinh tham gia hiến mô tạng. Câu chuyện xúc động về bé Hải An tự nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư đã là nguồn cảm hứng cho hai học sinh Phạm Hùng và Đinh Hữu Thiên Phúc cùng cô giáo hướng dẫn thực hiện dự án nghiên cứu, lan tỏa và thay đổi nhận thức việc hiến tặng mô tạng ở học sinh trung học phổ thông. Khi mình cho đi thì người ta sẽ cảm thấy đó là một món quà mà vô giá, mà không thể được định giá bằng hiện kim cũng như là bằng vật chất, bởi những lợi ích mà nó mang lại cho toàn xã hội và cộng đồng. 8 tháng từ khi triển khai, 18 thầy cô, 2 phụ huynh cùng 1 cựu học sinh đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời là kết quả nằm ngoài mong đợi của cô và trò. Nhìn tấm gương từ thầy cô, cha mẹ, các em học sinh cũng đã dần thay đổi nhận thức. Sẽ có một lúc nào đó các bạn sẽ suy nghĩ rằng là mình cũng sẽ dâng hiến một cái bộ phận nào đó của mình để hồi sinh một cái sinh mệnh khác. Giáo dục các em về những cái lòng hướng thiện. Thông qua cái việc này thì mình nghĩ đây là một cái cách giáo dục rất là hay cho học sinh. Cho dù chúng em có kết thúc cái sản phẩm này thì chúng em cũng vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều đến tất cả mọi người. Theo quy định hiến mô hiến tạng hiện nay, người đủ 18 tuổi mới có thể tham gia hiến tạng. Chính điều này đã và đang hạn chế cơ hội sống của những đứa trẻ dưới 18 tuổi vì không có nguồn mô tạng phù hợp. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã có quy định cho trẻ em dưới 18 tuổi được hiến mô tạng ngay sau khi mất. Chúng ta sẽ có những cái hành lang pháp lý trong việc mà xây dựng cái luật hiến tạng cho trẻ em, cho những người dưới 18 tuổi. Và như vậy thì đối với cái chuyên ngành ghép tạng sẽ mở ra một cái bước ngoặt mới cho những em bé. Nó sẽ lan tỏa rộng ra, không những trong cái ngôi trường Nguyễn Du này, mà tôi nghĩ rằng tới đây nó sẽ được lan tỏa rộng ra trên tất cả các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và nó sẽ lan tỏa ra ở các trường trung học phổ thông khác trên toàn quốc. Nhu cầu ghép mô tạng hiện nay ở nước ta là rất lớn, mỗi năm có thêm hàng nghìn người bệnh cần nguồn tạng ghép. Tuy nhiên, do thiếu nguồn hiến tặng, rất nhiều người phải chờ đợi mòn mỏi. Với những hành động cụ thể của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, con số gần 13.000 người đã đăng ký hiến tạng, kỳ vọng sẽ tăng lên theo cấp số nhân trong thời gian tới.